Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là hộp số giảm tốc FAF tải nặng. Có trục vào là trục âm mặt bích, trục ra là trục âm mặt bích. Hộp số FAF 47. Có đường kính trục vào là 24mm. Đường kính mặt bích là 200mm. Đường kính lỗ trên mặt bích là 8mm. Đây là phần trục ra. Có đường kính trục ra là 35mm. Đường kính mặt bích là 200mm. Đường kính lỗ trên mặt bích là 11mm. Có tổng chiều dài khoảng là 220mm. Tổng chiều cao khoảng 330mm. Hộp số FAF 57. Có đường kính trục vào là 28mm. Đường kính mặt bích là 250mm. Đường kính lỗ trên mặt bích là 10mm. Đây là trục ra. Có đường kính trục ra là 40mm. Đường kính mặt bích trục ra là 250mm. Đường kính lỗ trên mặt bích là 13mm. Có tổng chiều dài khoảng 260mm. Tổng chiều cao khoảng là 390mm. Theo là hộp số FAF 77. Có đường kính trục vào là 28mm. Đường kính mặt bích là 250mm. Đường kính lỗ trên mặt bích là 10mm. Đây là trục ra. Có đường kính trục ra là 50mm. Đường kính mặt bích trục ra là 300mm. Đường kính lỗ trên mặt bích là 14mm. Tổng chiều dài khoảng là 310mm. Tổng chiều cao khoảng 440mm. Sau đây là hình ảnh kho xưởng.